Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp claim token wicap.coin từ dự án zfarm.coin các bạn. Chạy được xây dựng trên chuỗi mạng BNC Smart Chain các bạn. Hiện tại mình thấy dự án này nó khá là tiềm năng các bạn. Nó là đối tác của nó là trên CoinGecko và BNC và Blackcoin và CoinMarketCap này các bạn. Roadmap có lộ trình đàng hoàng này các bạn. Thì để claim được con này các bạn click phần link, copy phần link dưới mô tả dưới video của mình nha các bạn mở trình duyệt dưới đáp rồi đó. Dự án này mình khá là lâu nên hôm nay mình làm rồi các bạn dán vào người ta các bạn bấm gỡ nữa. Vì hiện tại mình thấy cái đồng coin này nó rất là tiềm năng và nó bay, giá nó bay cao quá các bạn. Rồi các bạn chỉ việc nhấp vào, các bạn có thể mua VSEL nó với giá là 0.01 BNB các bạn và max là 20 BNB các bạn. Rồi mình hướng dẫn các bạn claim free thôi các bạn. Các bạn bấm vào claim airdrop nè. Các bạn bấm kết nối nè. Mình sẽ mắc phí mạng bao nhiêu đây? Mình sẽ mắc phí mạng là 0.00055 BNB các bạn. Tổng số tối đa là 0.1 đô à. Các bạn bấm chấp thuận nữa các bạn. Rồi, sau khi các bạn chờ nó một chút xíu nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn copy con chắc cái phần link mô tả của mình các bạn dán vào nha các bạn. Coi nó về cho tất các bạn. Wicap.coin nè. Đâu ta? À con này hiện tại giá nó sụt các bạn. Hồi sớm là nó có thể bay tối thiểu luôn là 0.0003 các bạn. Cần hiện tại nó sụt các bạn. Còn 0.1 đô rồi ta. Để mình coi nó có lít sàn bán cái gai swap cho chơi chứ các bạn. Mở với chocolate mình ra lại nữa các bạn. Giá gì sụt chứ ta. Rồi các bạn dán con chắc của nó vào các bạn. Rồi các bạn dán con chắc của nó là vào nè. ADDS nè. Mình nhận được có 300 ngàn rồi các bạn. Rồi bạn bấm mát nè các bạn. Hiện tại con này nó đã swap qua được 0.0003 BNB. Khá là rẻ luôn. Hiện tại giá nó sập rồi các bạn. Ok các bạn cứ việc claim đây đó nè bạn. Sau này giá coin nó sẽ tăng, mình sẽ thông báo cho các bạn và sẽ hướng dẫn các bạn swap nha bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.